Nhân kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024, chiều nay đoàn công tác của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh do ông Trương Thanh Phong, Phó Giám đốc Đài làm trưởng đoàn đã đi thăm chúc mừng các bộ chiến sĩ Công an tỉnh. Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh tiếp đoàn. Thay mặt Ban Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, ông Trương Thanh Phong, Phó Giám đốc Đài đã tặng lẵng hoa và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhân ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân. Lãnh đạo Đài chúc mừng những thành tích nổi bật mà Công an tỉnh đã đạt được thời gian qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với Công an tỉnh sẽ ngày càng gắn bó, chặt chẽ hơn. Qua đó kịp thời ghi nhận, phản ánh hiệu quả mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã hội của lực lượng công an trên sóng của Đài, góp phần tích cực vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, gửi lời cảm ơn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đồng thời cho biết Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ phối hợp với Đài thực hiện tốt hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.